Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Sự ở quận Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Sự có về một số bonsai ha để viết làm gì bích bầu luôn. Giá thì hữu nghị ha, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự để mình sơ lược bộ đế cho quý vị xem ha. Đây. Nhiều dáng thế luôn. Để quấn quấn ha. Viết luôn vậy. Cái này cũ nở này. Chào anh. Chào anh Tâm nha. Kính chào cô chú anh chị em trên miền đất nước. Nay em giới thiệu với cô chú anh chị em trên miền đất nước mình làm 20 cây mai phôi ha. Thì cũng mong cô chú anh chị em xem clip ủng hộ cho em. Thì nay cũng lên hàng VIP cho cô chú anh chị em ha. Thì nay cũng cũng còn số ít này em cũng hạ xuống chút đỉnh cho cô chú anh chị mình xem like ủng hộ em. Thì chân thành cảm ơn cô chú gần xa đã ủng hộ em mấy clip vừa qua. Em chân thành rất nhiều ạ. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em trên miền đất nước mình được nhiều sức khỏe ha. Rồi cô chú anh chị em nhớ giùm em cái ngày ha, em tải lên cái ngày á, tại vì em sợ trùng mấy clip trước á, nó trùng cái mã số em gửi nhầm cây. Thì cô chú nhớ làm em cái ngày giùm em ha. Ngày nay ngày 28 nha cô chú. Ngày 28 tây ha. Rồi vô mã đầu tiên là mã số 1 nha cô chú. Rồi, số 1 ha. Quá sức cây này cô Lắc chú ơi. lượng này. Để Rồi, một cái này nồi thì cái luôn. lô này em có đã về trước nay tầm khoảng là 12 ngày nha cô chú. Thì nay nhựa nó kéo ngon lành. Hả? Là cô chú anh chị em mình tham khảo được là về mình trồng thoải mái ha. Lô này là mới về. Ủa về 12 ngày rồi. Nay nó lên rồi. Rồi. Hoành 26. Rồi giữa cái cũ con vết đó cô chú ơi. Cái cũ con vết là 55 nha cô chú. Quá sức cái dàn cũ vậy nè. Ngay đặt chỗ này ha. Rồi tổng nồi đế ngay. Nồi đế thì cô chú anh chị mình tham khảo á. Mình hình dung cũng được thì cô chú anh chị cứ cứ lấy thước mình phanh tròn với đất ha. 1m32. Đó thì cô chú anh chị mình phanh vòng cái độ bộ đế mình bự cỡ nào á. Mình phanh cái vòng với đất. Tại vì ở ngoài đây nó khủng lắm. Đường kính bầu em nó ngang qua là 5 tấc đúng nha cô chú. Chiều cam nó là 3 tấc rưỡi ha. Cây này khoảng nó phê của chú ơi, cái cũ đóng Biết qua nè. tại cái cũ này hết thân cái dàn cũ đế của Ủa mình đế nè. dạ. Này thì bao sống của chú anh chị em mình hết nha, cô chú anh chị mình cứ yên tâm đấy. Qua tờ nhựa lên khúc khúc về về trồng thoải mái nha. Rồi mã số 1 đầu tiên cô chú giao lô cô chính trị giá là 3 triệu tư ha. Ôi ơi, cái bộ đế của mình khổng lồ của chú ơi, thiệt sự là phê luôn. Giá 3 triệu tư hoành 26, cái cũ là 55. Ôi ơi, cũ hết thân của chú nguyên hết luôn. Đó, mã số 1 đầu tiên là 3 triệu tư nha cô chú. Rồi, nay em sát giá cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 2. Biết luôn. Đó, cái nói chung cái cây này cũng trả giá rồi, cái clip rồi rồi mà. Giá cả em bán không được nha cô chú, quá trời hàng VIP mà. Bây giờ cái này không đo hoành được, bây giờ em sẽ đo đây. Cái tổng ở chỗ này cái nha cô chú. 30. Rồi, em sẽ đo ngay cục con thú này thôi. Là 44 nè. Đó nguyên âm thú này nè, là 44 nha cô chú. Để em đo ngay chỗ đặt cái nào chỗ này cái đặt khớp ở chỗ này nè. 69. Rồi. Rồi, em sẽ đo tổng cái cục đế luôn ha. Rồi cái cục đế mình hết thân cô chú ơi. 1m2. Rồi cục đế vậy nè, 1m2 nha cô chú. Cây này phải áp phê. Chiều cao nó là 2 tấc 2. Chiều cao là 3 3 tấc 3 ha. Rồi cây này phải áp phê quá không cô chú anh chị mình nè, một khối đây. Quá phê luôn. Đó, ôm là mình ngồi cây này trồng cao nâng cao là càng đẹp nha cô chú. Cái này là đẹp cực kỳ. Rồi giao lô cô chú chỉ là 4 triệu rưỡi cho mã số 2 ha. 4 triệu rưỡi ha. Cây này phải là tuyệt đẹp nha cô chú. Nó nói chung trả em là rồi 4 cũng mốt, 4 cũng 2 em ra không được cô chú ơi. Ra mình không có kiếm được ngàn nào mà ra không được ha. Đó, ưng ý thì hợp nhãn phụ giùm em ha. Kiếm vài xị mới được chứ. Quá trời cây này quá đỉnh luôn. Rồi một em thú ha. Cây này em thú là cái đuôi phụng nha cô chú. Đuôi đóng một phụng rất đẹp ha. Cây này giờ em sẽ đo ngay đây đi. Mã số 3 ha. Hoành đoạn này 13 nè cô chú. Em sẽ đo tổng cái cổ chỗ này cái nha là 21 ha. Còn tổng cái cổ chỗ này nó là 31 luôn nè. Em sẽ đo một cục con thú này luôn ha. Một cục thú ở chỗ này nó là 59. Là tổng vậy luôn đi. 73. Đó, tổng vậy 73 ha. Con thú em đo từ cái chân trước ra tới chân xem nó là 3 tấc 7 nha cô chú. Đó, thú đã ha. Rồi cành đuôi nó qua tới bên đây là 17 cm nè. Đó, nguyên cành đuôi nó vậy đó ha. Đó, nguyên cái dàn đuôi mình đuôi đóng kiểu như con phụng rất đẹp cô chú. Quả nó con thú này cái lưng gù đẹp nè. Lưng gù rất đẹp. Một cục đã luôn cô chú ơi. Em đo cục này cho cô chú chị mình tham khảo ngang cục này thôi ha. Cục chỗ này thôi nè. 43.
Rồi, giao lưu cô chú chỉ là 3,5 triệu nha. Rồi, 3,5 triệu. Đó, này 3,5 triệu giá của chú anh chị mình chơi hết nè. Những thú này quá quái cô chú ơi, rất đẹp luôn. Rồi, xuống đây. Rồi tiếp tục lên là mã số 4 cho cô chú. Rồi, VIP luôn. Trời ơi, cây này quá trời, cái cây này cái mình nó gì kỳ lắm chứ cô chú ơi. Cái mình thân cây nó gút găng nè. Rồi em đo hoành dự trí này là 24 nè cô chú. Rồi. Rồi cục đế nè cô chú. Rồi, nguyên cục đế nè, quá sức, cái cũ của nó là 52 nha. Cũ của nó 52 á. Quá trời cái cũ này ha. Đế của nó là ra tới bầu thì em sẽ đo hết cái dàn bầu nha cô chú. 1m2 luôn. Rồi. Rồi cái nồi đế quá sức. Rồi, tổng 4 tấc 2 ha. Rồi hoành 24. Rồi cái này cô chú anh chị em hai cho dạng trên này thất đổn được ha. Đó, cái này là giờ cái lô trước ha, lô trước em còn 3 cây. Đó thì nay là kéo nhựa rồi em về mười mấy ngày ha. Đó kéo nhựa ngon lành thì cô chú anh chị em yên tâm về trồng ha. Được mạnh ha. Đó khỏi cần mà nuôi dưỡng gì cực khổ. Này giờ chỉ ngâm kích rễ giùm em là trồng thoải mái rồi. Trời nồi đế nào nấy cực kỳ luôn. Rồi vô cái giao luôn con giá là 3,2 triệu ha. Rồi, đó em muốn được 3,2 triệu cô chú, qua sức cái nồi đế vậy nè. Đó nay em làm hoàn vốn lại mấy cái này ha. Quá sức cái nồi cũ nè. Rồi tiếp tục là mã số 5 ha. Rồi với em thú này nha anh em. Đó mà em thú này là chung cái lô trước ha. Nào anh nói cho anh em mình tham khảo cây này vàng hới ha. Cây này giờ mình em ra hoành không được. Đo chỗ này đi. 18 ha. Còn nguyên cái cục bú đây là nó 35 nè. Quá sức chưa? Này nó đóng ba cái cũ nha cô chú. Đây một cũ nè, đây một cái cũ, đây một cái cũ nữa, nó chia ra ba cái cũ mà nó khắc ngang là thành con thú luôn ha. Đây. Nó khắc thành thú luôn. Rồi cái dáng bay em lấy từ đây vô tới cái đỉnh này đi là nó 23 cm. Em sẽ lấy cái chiều về con thú dài từ trước ra sau là 3,8 tấc nha cô chú. Rồi em ra tổng hoành đế cho cô chú anh chị mình cái đây. Rồi 1m15. Đó cô chú anh chị mình không biết bộ đế mình như cờ thận cỡ nào thì cô chú anh chị mình lấy cái thước mình ra mình đo ha. Vậy ha. Đó cây này phải là cực đẹp nha. Cái này mình chơi bonsai là nếu mà thắt đổ được nha cô chú. Yeah. Cắt nó đổn được mà em sẽ để cành bay, em có khứa miếng cắt đổn nè. Đó cái này mình đóng lên cái dù cực đẹp luôn. Đó. Rồi giao luôn con chính giá là 3,4 triệu ha. 3,4 triệu dân thú rồi nè. Rồi xuống coi. Xuống cái nè. Tên mã 6 phải không? VIP luôn. Đó. Rồi ở cái cây này cũng lô chung trước đó nha cô chú. Mình còn 4 cây. Đúng rồi, còn 4 cây. Đó nhựa thì lên đầy. Nhựa lên đầy hết ráo rồi. Được kéo mạnh ha. Ừ, kéo mạnh nhờ, ngon lành ha. Này em đo hoành sau đây, bây giờ em sẽ đo cái đây đi, ngay chỗ này đi. Ở cành ở cái cành 11, bây giờ không có đo được, bây giờ em sẽ đo tổng thể. Nhét cái lỗ này đi. Này ngay chỗ này nè. Được 10, 20, 19. Rồi nó quấn cục lại luôn nha cô chú. Cây này nó quấn lại nó liền cây luôn nè. Liền một khối luôn. Một khối này là 42 ha. Này khối chỗ này là 42 nè. Rồi nó quấn kính ngách dính luôn, dính khúc này dính luôn cô chú. Cây này quái cây ha. Rồi sẽ đo tổng rồi để nó cái này. Rồi 1m1. Cây này ép chậu 4 đẹp lắm. 3,8 nha cô chú. Đó cành bay vậy luôn ha. Đó đế này đẹp nè. Cây này phê nè cô chú ơi. Cây này phải nói cực đẹp luôn. Rồi giá 3,4 triệu luôn cô chú ơi. Đó 3,4 triệu cô chú chìm dễ chơi luôn. Cây này phải đẹp ha. Quái cây. Rồi tiếp tục mã số 7. Rồi mã số 7 một em này quá sức. Rồi cái này hàng mới về nha cô chú. Hàng mới về chưa lên nhựa nha. Cái này em nói trước cái này mới về. Rồi hoành thân cho chị trí này 22. Rồi. Trời ơi con thú nhiều đóng cái đế. Quá sức cái cục này 57 cô chú ơi. Trời ơi cái cục này hết thân luôn. Dữ dằn chưa. Đó. Tổng nồi đế luôn. 1m1, 1m2. Tổng nồi đế 1m2 nha cô chú. Đường kính bọng ngang qua nó là 4,3 nè. Quá sức cái nồi đế này nè. Rồi chiều cao là 3,3. Quá sức. Đó. Cây này phải áp phê của chú ơi. Dáng bé thế bé cực đẹp em. Rồi giao lưu của chính giới là 3,5 triệu ha. Rồi 3,5 triệu ha. Quá rẻ luôn rồi đó. Em bán hàng này là xác cô chú chị mình chơi dữ lắm rồi đó nha. Đế qua dân luôn chứ thường đâu cô chú. Đó là một em thú như đòn bánh tét luôn. Đó mã số 8 em. Em thú múa quá thì múa. Em sẽ đo ngay chỗ nhỏ này một cái đi ha. 24. Rồi.
Còn ngay con thú hoành thú này là 31 nha cô chú. Nói chung là hoành thú, nếu hoành thú là 31 đều xuống tới đây 31 hết nè. Đó, giờ nó đóng một khối, em sẽ đo kéo cái cổ nguyên con thú của mình, cái cổ con thú vậy luôn ha. 55. Rồi. Còn thú của mình từ ngay cổ này dài xuống tới cái mông của nó, ngay mông này cô chú, 2.4. Trời ơi, con thú này dài cô chú ơi. Là cái cũ nè, cũ rất dài ha. Đó, em sẽ đo tổng cái khối để đặt nó cái đây. 88. Rồi nó múa. Ơi, cái này nó quái gì cô chú ơi. Ra quái. Đó, mã số mã số 8 của chú anh chị mình. Rồi giá là cô 3.3 luôn cô chú ơi. 3.3. 3.3 luôn. Đó. Cực đẹp con thú này luôn. Rồi, đó, tiếp tục em lên mã hàng số này nha cô chú. Đây. Mã số 9. Cây này cực kỳ cà phê. Ừ. Một đứa nơm đấy đặt luôn ha. Rồi cái này em đo hoành thân con sao đây. Đây vị trí này đi nha cô chú. Đây. 34. Còn ngay chỗ này nó thì 49. Rồi. Trời ơi đây nè cô chú ơi, qua sức cái cũ cho hết thằng ha, cũng nơm. Đó, nếu em lấy nơm thì nơm từ đây ha. Từ ngay miếng nơm này xuống tới đây là nó 3 tấc mốt nè cô chú. Đó, tổng đặt cái đế ngay chỗ này, cái cổ đặt từ chỗ này cái cô chú. 56 nha. Qua wow, tại cho cổ chỗ này không. Quá lớn ha. Rồi chiều cao nó xuống đây là 54. Cây này đóng cái lưng quá đẹp cô chú ơi. Rồi giao lưu cô chú giá là 1.6 nha. Trời ơi cái này thơm bán giá ưu đãi của chú chị mình ha. Hết bớt được rồi. Đó, này là hết đường bớt nha cô chú. Này là cô chú anh chị em xem coi cây nào hợp nhãn thì cứ gọi tới em ha, chứ giờ bán xe đó quá ok luôn rồi ha. Rồi tới cây cũ đặt nè. Rồi chiều cao em lấy chỉ 1 mét thôi. Rồi hoành thân chỗ này là 29 nha cô chú. Ngay chỗ này là 33 nè. Rồi em đo cái đặt của nó nha. Qua ngay cái cũ, cái này là cái cũ đặt chứ không phải đế đặt nha cô. 51. Trời ơi cái cũ nè. Rồi em sẽ tổng cái đế đặt ở chỗ này nha. Tổng đặt ngay chỗ này cái 88 nha. Em bỏ ra ngoài đây em không có dính ngoài đây nha. Em chỉ đo cái đặt này 88. Trời ơi cái này phê của chú anh chị mình ơi. Đó, vậy là quá ok. Rồi giao lưu của chú anh chị là 2 triệu nha. Đó, vậy là hết mức summum rồi cô chú ơi. Quá phê cái này luôn rồi. Rồi tiếp tục lên mã số 11. Hồi nãy quên đọc số của chú. Nhớ một cái số nha. Đây bẻ dính liền luôn ha. Trời ơi cái này nó quái gì không này cô chú ơi. Em sẽ đo chỗ này cái đi. Hết chỗ đo này. 30. Cái cũ em nói là 33. Đó. Còn em tổng ngay chỗ này cái nha, tổng xương xương chỗ này cái đi. Đây. Chỗ cổ đặt này cái là 54 cô chú. Rồi chị. Hết cái bầu luôn. 1m1. 1m đúng, 1m09 ở 1m1 chứ. Rồi chiều sổ nó là 2.9. Lấy chiều cao nó xuống tới bầu luôn đi. 56, 59. Trời ơi đồ đế nè cô chú, cây này rất đẹp. Phê luôn. Đó, vẽ dính luôn. Rất là phê cây này nha. Rồi Zalo cô chú giá là 1.9 luôn. Rồi, 1.9. Đó, 1.9 luôn. Quá phê luôn rồi. Rồi một em thú nè ha. Bonsai lắc lượng luôn. À, cái này mình cắt lại luôn xíu nữa mới đẹp nha cô chú. Ha, cái này đúng là mình chơi chỗ này luôn. Bỏ luôn, lấy 5 cái tàn này với một chi giữa mình nè. Chơi một cái thằng dù, đúng rồi. Giờ nó đo cũng sao đây. Giờ em lấy cái chỗ nhỏ này chút xíu này trước đó đi. 22. Rồi, giữ tiếng là 32. Rồi. Đó. Rồi một em thú. Chiều xổm nó là 2.9 nha. Chiều cam nó xuống tới mình là 95. Đó nếu mà em đo nãy trên ngay chỗ không thể em lấy nè. Đó lấy ngay tàng dù khúc tàng dù thôi nha. Là nó chỉ 71. Trời ơi cái này của chú anh chị mình ơi. Nó phê luôn, nó bẻ cái cục gì chỗ này tù lù dữ vậy. Bẻ ngay chỗ này dính đẹp ghê luôn. Cục này không là 32 nha cô chú. Cái này quái cây ha. Cô chú anh chị có bộ đế mà nè. Đóng nguyên thú dài sọc luôn, có đuôi dài sọc luôn cô chú. Đó. Cực đẹp ha. Rồi cho lô cô chú giá là 1.9 luôn. Rồi 1.9. Đó 1.9 luôn. Ok rất đẹp rồi. Rồi tới mấy cây khủng lên cái nữa ha. Rồi dáng trực hoành to. Trời ơi cái trực này nó đẹp cực kỳ của chú ơi. Okay. Em gặp trực về mà em không lưu được. Nay em bớt cho cô chú anh chị mình chút xíu nữa. Cô chú anh chị mà ủng hộ được em ủng hộ ha. Cây này em đo hoành quá trời hoành luôn rồi. Bây giờ em lấy chính giữa cây trước cái này nha. Ngay chính giữa thằng cây em nói nè. Là 27 nè. Rồi. Đó. Em chỉ xuống chút xíu này một cái nha.
là 31 nè. Cái này nó chạc kỳ kỳ lắm cô chú ơi, này 37 nè. Trời ơi cái cây này gì kỳ. Lại chỗ này là 47 nè. Đó, là bây giờ xuống tới đây đo cô chú chị mình hình dung cho dễ nha. Đó, xuống tới đây là 62 nè. Đó là để đặt dưới còn giữ nữa. Đó là bộ để đặt dưới đây nè. 72. Trời ơi nó chạc cái cây này cực kỳ đẹp. Rồi cây này em lấy 1 mét thôi. Cây này phải là rip nha cô chú. Đây ta cành dày đây nè. Đó lực lượng không em, lấy 1 mét thôi. Trời ơi cái củ của nó dày thì củ đặc dày nha cô chú. Rồi 2,5 triệu cô chú ơi. Đó bán mau lẹ cô chú chị mình luôn ha. 2,5 triệu cho mã số đọc bên đọc số rồi. 13 nha cô chú. 13. Rồi cô chú anh chị mình nhớ nhớ mã số mà em ưng ý cái nào nhớ mà em mã số nãy quên đọc mã số rồi. Rồi thêm một cây này nữa nè. Trời ơi cây này. Dán bay cô chú mã số 14. Đây qua sức. Rồi hoành thân dự tiến này là 31 cô chú. Đây 31 nè ha. Này nó chạc nữa nè. Đây 41 nè. Trời ơi xuống xíu 41 nè. Rồi quyền đặt nó 61. Rồi. Quá sức. Hối đi đặt. Đặt không. Rồi chiều cao lấy chiều cao cô chú anh chị mình. Rồi 91 nha. Rồi tăng bay vô đây đi. 62. Trời ơi cái nồi đế của chú ơi, quá phê. Quá phê luôn. Đó chú coi mà. Đừng nữa tới cái cũ của mình nha cô chú. Đó cô chú anh chị mình lấy một cặp này năm cũ nha. Đó cây mã 10 mới xuống là cây 10 13, 13 với 14 này nó cặp này năm cũ rồi cô chú, quá rẻ rồi đó. Hết bút xe mâm cô chú nhìn mình luôn. Đó, quá phê không? Hai cũ này cực kỳ đẹp ha. Rồi. Rồi nó chặt đẹp. Rồi xuống cây luôn. Dạ. 2,5 triệu luôn. Rồi 2,5 triệu ha. Ừ 2,5 triệu luôn. Đó, tính cho cô chú anh chị mình lựa lấy cây nào, chị tính nãy tính lên cặp mà quên. Thôi đi, kệ, anh em lấy cái nào lấy. Hợp nhắn cái nào ủng hộ cái đó. Rồi thêm một cây trực. Rồi, cái này cắt xuống đây mới đẹp cô chú ơi. Em cắt còn dư quá, đây lấy chỗ này là đẹp ok luôn. Rồi lấy khúc này nè, quá phê luôn. Rồi hoành thân là 27 ha. Rồi. Cái cũ chỗ này nó là 35 nè cô chú ơi. Còn khối đặt đế đặt của nó là 55 nè. Trời ơi cái nào nấy hết thân không. Đó đặt 55 còn đường bầu của mình ha. 1m2, 1m1. Đó cái này em lấy chiều cao tới đây đi. Đó tham khảo trong cuối mình chơi cái lùng lực đây ha. Xuống đây là 68 nè. Đó thì mình vẫn để về cô chú anh chị mình thích để về không thích cắt ngay đây là lại ok luôn á. Rồi cho luôn cô chú chỉ giá là 1,6 triệu ha. 1,6 triệu ha. Đế nào này thật quá trời đẹp cô chú ơi. Mấy cái trực mà đế cái này thật quá phê. Trời ơi cũ dày nè cô chú. 1,6 triệu. Con cây đó nãy chưa rửa luôn, chưa có thời gian rửa cái này nè. Một cây bay, cây này chiến đội còn nè cô chú. Lên nhựa rồi, quá ngon rồi. Phê đây. Đây, kéo nhựa trắng trắng ha. Ừ, kéo nhựa ngon lành nè, lên nè, thoải mái nè. Đó, em không săn sóc người ta cây không có không làm vẻ đẹp dữ nha cô chú. Đó. Chưa sạch cũng lên lên nè, hoành 33. Trời ơi cái nồi đế nữa nè cô chú ơi, cái củ đế nè. Cái củ đặt khúc này nha. Rồi cô chú cho mình xem cái củ đặt ngay chỗ này thôi nè. 58. Quá trời đằng để đặt đó không. Làm ra tổng cái bầu của em đó ha. 1m1. Đó đế mình tải đều cô chú. Công nhận cái này đế đều nè. À. Cái dáng bay. Tay cạnh một của nó là 22 không nè. Cái dáng bay ha. Về con chú cắt về cũng được nè. Muốn chơi bay cục cái chỗ này cũng được. Cắt ra miếng rồi thôi. Không còn nhiều ha. Rồi cái dáng bay để cô chú anh chị giá là 2 triệu ha. Rồi 2 triệu ha. 2 triệu. Là mã số 16. Hình như lộn số cô chú anh chị em nhớ là mấy cái số thôi nha. Em bóc hình có lộn số rồi đó. Không có số tôi tự. Con sai lắc lượng nè. Rồi cô chú anh em xem nhưng mà nhớ mấy cái số đi. Ưng ý cái nào nhớ mấy cái số đi. Quá đẹp cái này luôn cô chú ơi. Hàng này phải đẹp không đây nè. Hoành thân là 28 cái dư mình tính 28 nha. Rồi. Củ khá to nè. Thôi cái củ 39. Quá sức cái củ chỗ này củ trả ốc nha. Rồi em đo ngay cho đặt chỗ này miếng nha. 57. Rồi. 1 mét đúng. Chiều sổ nó là 2,3 ha. Chiều cao nó xuống đây là 35. Ôi giời cái này của chú ơi, quá trời đẹp luôn. Dáng thế bẻ cực kỳ luôn. Ôi ơi, củ như này nè. Mặt củ quá trời bự nè. Rồi Zalo của chú giá là 1,6 triệu luôn ha. 1,6 triệu ha. Quá phê luôn của chú ơi. Hàng này thôi quá đỉnh rồi. Đây dây nè. Rồi.
cô chú mình xem like coi cái nào hợp nhãn ủng hộ em nè. Em giá này hết xuống được không? Em bán là hết giá rồi. Hoành 27. Cái củ mình 38 nha. Mai luôn năm củ đặt đã lắm cô chú ơi. Cái này để đặt, tổng này đặt 58. Khổ để đặt ha. Rồi cái này chiều sổ là 20. Đó. Chiều cao nó xuống tới đây là 54 cô chú. Đó, này miếng lưng nó có chút đỉnh nha. Này không sao, này liền bành bình thường nha, tại cái cây á. Nó ta cầm ta cầm cái cây dựng đó mà ta dính cái cây này, nó làm này, nó làm mớp nhẹ cho nàng miếng này nè ha. Ôi ơi cụ đặt cô chú cái này nào nó quá sức rồi. Rồi 1 triệu 6 cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, 6. Quá rẻ luôn rồi ha. Đế dày mà 1 triệu 6 luôn. Chưa cụ đặt hết thân cụ đặt không? Rồi hết giá. Đó, một cây bay. Để về đây. Hoành to nè. Rồi tới mã số 19. Hoành là gần 30, mình tính 29 đi. Yeah. Cái cũ cho em nói cho này là 37 nè. À. Tổng cho này cái là 46 nè cô chú ơi. Quá sức chưa. Và em đo từ chi tiết của chú anh chị mình dễ hình dung nha. Còn đặt cái này là 75 ha. 1m07. Rồi một cây dáng bay luôn. Nghiêng bay luôn, đế sổ của mình ha. Quên đế sổ của mình nãy quên đo. 2 tấc 4. Rồi cho luôn cô chú anh chị giá là 1 triệu 6 luôn ha. 1 triệu 6. Đó 1 triệu 6 luôn cô chú ơi. Cái bay về 1 triệu 6 quá tà rẻ rồi. Hết đường rồi cô chú ơi. Hết đường nào rẻ đường này rồi. Trời ơi cái này cũ. Cái này không sửa xe người ta, sửa xe là đẹp lắm nha. Hoành tăng 29. Rồi. Còn em đo cái cũ chỗ này thôi nha. 49 nè. Làm sao đo cái cũ chỗ này cái nữa nha. 74. Hết thân cô chú ơi. 74. Nó đặt dây nè. Trời ơi, cũ đặt hết thân cũ, cái này cũ quá cũ. 77 cao ha. Rồi cái này giao logo chính giá là 1 triệu 6 luôn. Ơi, 1 triệu 6. Em cho cô chú anh chị mình lựa chơi ha. Dạ. Thì nói chung cây nào cũng như cái nấy mà một giá 1 triệu 6 mà cái hàng này thì cô chú anh chị cứ chốt đi. Chốt hụt cây này còn cây kia cũng vẫn còn đẹp đấy ha. Dạ. Đó, qua từ cái cũ dày nè cô chú ơi, 1 triệu 6 một quá phê luôn. Rồi thì cũng hết clip, mong cô chú anh em xem clip ủng hộ cho em cô chú anh chị mình. Dạ. Ơi. Em chân thành cảm ơn rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.